từ ngày 18 đến 22 tháng 11, các thầy cô giáo gặp vấn đề về da hoặc quan tâm đến cách chăm sóc, làm đẹp da khi đến khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được các bác sĩ ở đây thăm khám, tư vấn miễn phí cách chăm sóc da, phòng ngừa lão hóa. Thì như chúng ta đã biết, dân tộc Việt Nam mình có rất là nhiều truyền thống quý báu, trong đó tôn sư trọng đạo là một nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ từ bao đời nay, thể hiện sự tôn vinh các thầy, các cô, nghề giáo cao quý, những người mà đã âm thầm cung cấp mỗi ngày hành trang kiến thức cho bao thế hệ học trò. Bởi vậy mà ngày 20 tháng 11 đã trở thành một cái ngày hội hàng năm để tôn vinh nghề giáo cao quý, tôn vinh các thầy, các cô. Thì thay lời tri ân, nhưng ngày 20 tháng 11, Bệnh viện Da liễu Khoa Thẩm mỹ Da có tổ chức thăm khám và tư vấn cách chăm sóc da miễn phí cho tất cả các thầy cô mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào từ ngày 18 đến 22 tháng 11, từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính, và không có giới hạn số lượng các thầy cô tham gia. Các thầy cô giáo có nhu cầu có thể liên hệ số điện thoại 028 3930 8131 hoặc liên hệ qua trang fanpage Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết. Khi đến khám, thầy cô vui lòng mang theo thẻ ngành, trị giá mỗi gói thăm khám là 300.000 đồng.